Now the, my players, the yesterday match, the time, not too many. So good. Now I 2 days rest before the semi-final games. How is your team condition so far? Thank you. Condition of the players. All four coaches on the condition of your players for the semi-finals. Maybe Vietnam. Tình trạng lực lượng của đội tuyển Việt Nam thì thay đổi đã và chúng tôi đã sẵn sàng. For the Vietnamese. Và tất cả ok các bạn. Trong sân bóng cả và đi chơi các bạn. Sắp tới semi-final. Tôi nghĩ là ở semi-final giao là để thắng giá đó mà đi. Về phía chúng tôi trước trận đấu chúng tôi cũng đã có cái sự chuẩn bị cho đội bóng vào cái trận. Okay.